Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn là cái hiệu ứng pop up. Khi mà bấm vào thì đầu tiên là các bạn tạo một cái frame pop up để cho hiện pop up á. Bây giờ thầy có cái vấn đề này, thầy tạo cái frame. Trong này có kiếm cái phông chữ, các bạn có thể lên trang phông.google.com để kiếm phông chữ nhé. Chỗ này có mấy cái bút tông để ghi thông tin. Kiếm đôi giày cho bạn.
giả dụ như tạo và tab model thai nha, tạo hiệu ứng cho nó, kéo qua đây, kéo click open online này, đổi tên thành pop up đi. Open apply, cái này là cách hiển này, ở giữa này, bên trên trái này, bên trên giữa này, bên trên bên phải này, các bạn tùy chọn muốn cái nào cũng được. Cái này là cái thông báo này. Khi mà đóng vào, khi mà click ở ngoài này, add một cái background này, các bạn check hai cái này này. Cái này là hiệu ứng màu khi mà làm mờ đó, màu nền background đó. Cái này hiện tại là màu đen. Đấy, ví dụ cho 500 đi. Còn cái này là hiện tức thì này, instant là ngay tức thì này. Rồi. Chạy thử nha. Bài nào. Đó, nó hiện cái bộ up này đó, anh click ra ngoài là nó mất mà nào đó. Này có thể chỉnh này. Đó. Tốc độ hiện cho bên trên bên phải này. Mấy cái hiệu ứng nào ở trong bộ đồ thái hết đâu nha các bạn. Nào đó rồi, cái này là hiện pop up này. Cảm ơn các bạn.